Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, trẻ mầm non ở nhiều tỉnh thành tạm dừng đến trường, bị ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, thể chất và sự phát triển toàn diện. Vì vậy, Bộ đề nghị các sở chỉ đạo hướng dẫn các trường mầm non xác định điều kiện đón trẻ trở lại theo nguyên tắc, khu vực nào kiểm soát được dịch sẽ chủ động báo cáo cấp quản lý để mở trường. Hướng dẫn của Bộ đề cập khá chi tiết đến các phương án tổ chức hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, chơi và học cho các em. Do độ tuổi này còn rất bé, đòi hỏi chăm sóc kỹ lưỡng và sát sao.